Trưởng lão Thích Thông Lạc: Quý thầy nói cái chuyện là một người thanh niên, từng ở tuổi thanh niên thầy cũng đã từng biết những cái điều này, thì làm gì mà thầy không biết? Sau khi tu đúng giới luật của Phật hoàn toàn không còn có nữa, chứ đâu phải là một cái người mà chưa biết Phật pháp vẫn có mộng tin. Thấy cô ta đó cười cười biết chi với mình, cõi làm chim bao thấy cô ta đâu có trật, vì mình thích cô ta là mình thấy, còn không thích làm sao thấy. Cho nên ở đây không có nghĩa là khi không mà chim bao nó hiện đến đâu, hình ảnh có cô nào có cô nấy trong đó, chứ đâu phải chứ không mà có được. Bây giờ từ lâu tới giờ chúng ta chẳng thấy cái mặt của cô gái nào hết, làm sao chúng ta chim bao thấy cô gái được? Mấy người nói có không? Bây giờ ở trong rừng thấy cọp không à, thì nằm chim bao có thấy cọp chứ làm sao thấy cô gái được. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày thấy mấy cô mà cư sĩ son phấn đi vô đi ra cúng Phật cúng này kia lại lễ rồi, nhìn cái bộ mặt của các cô, rồi nhìn cái thân hình của các cô, nó gây cho chúng ta những cái tình dục, rồi do đó ban đêm mới nằm mới thấy các cô mới xuất tinh chứ đâu phải là cái chuyện dễ dàng. Bởi vậy thầy nói ở đây kinh sách mà nói thiếu kinh nghiệm, không có cái sự tu tập mà nói như vậy là những cái người này họ chỉ che đậy cái họ, chính họ cũng biết chứ đâu phải không biết, nhưng mà họ tu chưa thấy, họ tưởng rằng chứng quả là hán còn xuất tinh. Mà nói cái kiểu đó, mộng không còn có nữa mà xuất tinh làm sao xuất? Bởi vì khi người ta tu rồi, cái tâm người ta không còn duyên ra cái cảnh hoài. Cho nên lúc bây giờ luôn luôn lúc nào người ta cũng phòng hộ sáu căn, người ta phải giữ gìn. Mới đầu người ta phòng hộ, sau đó nó thấm nhuần được, rồi cái định vô lậu người ta đã quét sạch được cái tâm ái tâm tham dục của người ta, hoàn toàn nó không còn có nữa, thì toàn bộ cái thân người ta rất thanh tịnh, không bao giờ nó tập trung tầm bậy do cái dục đó mà nó làm sao nó xuất được. Cho nên hoàn toàn cái thân người ta rất thanh tịnh, cho nên người ta mới đi vào bốn thiền được, chứ đâu phải là nó còn nó bất tịnh như vậy mà làm sao nhập. Thân còn xuất tinh mà biểu nhập định, nhập kỹ, họ thầy nói nhập kỹ, cái thân người ta thanh tịnh người ta mới nhập được. Cái thân mà còn dơ bẩn sáng dậy một đống thì kiểu đó thì đem mà giặt rửa, đem mà quét ra đi, tu tập nó lại đi, chứ đừng có nói chuyện mà nhập định. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy từng cái thân tâm của chúng ta tu tập nó phải thay đổi. Bởi vì mình thở chậm thì cái thân của mình nó phải thay đổi theo kiểu chậm. Mà nó thay đổi nó đâu phải nằm ở cái dạng mà bình thường này nữa đâu, cho nên nó đâu có theo cái kiểu về thế gian được. Từ đó cái tâm của chúng ta không còn liếng ái thì làm sao mà có sắc dục được.